cùng em Trường đi mua con xe Cửu Long 2,35 tấn một cầu, sản xuất 2006, giá hơn giá sắt một tí thôi nhưng mà đăng ký đăng kiểm vẫn đầy đủ. Mà em mua xe chính chủ luôn ạ, chính chủ bác ấy sử dụng từ đầu luôn đó nha. Đấy, cầu bắt tay cả. Đấy, quý mỗi cái là xe chính chủ rồi đấy. Thích mỗi cái là xe chính chủ rồi. Không, không bớt rút vào từ này thôi. Em nói thật mặt với anh em thì xong cân. Thế thôi. Đấy, thế lọc thế cho em được. Thế cho nó may mắn nhá. Rồi, ok, cháu cảm ơn bác nhá. Hẹn có khoảng 2 tháng nữa lại lên mua anh mà. Đấy, cứ mua bán xe thì cứ alo cho cháu. Đây là bác chủ, bác ấy mua xe chính chủ từ mới luôn. Bác ấy mua xe từ mới luôn. Còn mà, thế nào cũng còn mà. Còn. Đây, bảo hiểm vẫn đầy đủ đây. Xe chính chủ bác nhá. Đấy, xe chính chủ bác mua mới. Lần đầu tiên đi mua xe mà bác ấy mua xe 2006, bác giữ đến tận 2024 này đấy. Trường hợp đầu tiên. Em gặp trường hợp đầu tiên. Đăng ký đăng kiểm bảo hiểm đầy đủ hết anh em nhá. 2,35 tấn một cầu, sản xuất 2006. Đây ạ, xe một chủ từ đầu. Đây bác chính chủ bác mua đây, từ mới đây. Yêu quý em Trường cho nên là để lại cho em Trường. Giá hợp lý chia sẻ cho anh em thôi. Anh em nào có nhu cầu cứ alo cho em Trường. Đấy, bác ở ngay gần nhà đấy ạ. Ngay gần nhà em thôi. Đấy. Đây nhá. Đấy, quay quả siêu phẩm đầu kéo. Sản xuất 2006, khám phí đầy đủ. Thôi cháu cảm ơn nha, cháu về đây. Dạ, vâng, vâng. Về hai bố con chiếm đây. Dạ, 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 vâng. Chuyển về thôi, ngay gần nhà thôi. Đấy, mua bán nhanh lắm anh em ạ. À, anh em nào có xe cứ alo cho em. Đấy, em đang về. Em 2,35 tấn một cầu, sản xuất 2006 anh em ạ. Đăng ký đăng kiểm bảo hiểm đầy đủ hết. Xe bác chủ bác ấy mua, chính chủ bác ấy mua từ mới, ngay ở gần nhà em. Đấy, bác ấy yêu quý cho nên là chia sẻ lại cho em Trường để kết nối đến với anh em. Anh em nào cần, anh em nào có nhu cầu cứ alo cho em Trường. Giá rất là rẻ anh em ạ. Đăng ký đăng kiểm bảo hiểm đầy đủ mà giá còn không bằng giá sắt vụn như này, chết thật. Các bác yêu quý, các bác cứ chia sẻ cho em những con xe chất lượng như này.
cảm ơn anh em rất là nhiều.